Sau hàng nhật để chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2020. Hãy lên sóng giới thiệu các bạn một cái chiếc máy rửa bát của hãng Panasonic của mã NPTR5 các bạn nha. Con này em để là số 4. Tình trạng máy nguyên bản còn rất là đẹp. Hình thức trắng sáng. Mặt cánh những thứ vẫn còn rất là đẹp các bạn nha. Lưng mặt các thứ rất là đẹp. Phần lưng cũng còn khá là đẹp. Lưng nguyên bản các bạn nhé, còn khá là đẹp. Con máy nói chung đối với dòng TR5, con này sản xuất năm 2011 các bạn nhé. Đây, lưng nhé còn khá là đẹp. Bên trong thì nội thất cũng vẫn rất là sạch sẽ. Đây, răng chỉ vẫn còn rất ok, mềm như bún. Chung răng Nhật thì bao nhiêu năm vẫn cứ mềm rồi. Đây, nội thất còn rất là sạch sẽ nhé. Đấy. Em lên sóng con máy TR5 này, các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ. Em bán là 6,8 triệu các bác nhé. Giá 6,8 triệu cái chiếc TR5 này. Bảng điều khiển còn rất là rõ ràng này, đang mọi chức năng hoạt động này, nút bật nguồn này, nút tắt này, nút khởi động rửa này, đây nút chọn chế độ này, đang để chế độ rửa tiêu chuẩn và 80 độ C này, đây nút thời gian sấy này, đang để sấy 30 phút này, đấy các bác nhé. Đây hẹn giờ đèn Econavi này. Đấy, con máy còn khá là đẹp. Em lên sóng xem các bác nào có nhu cầu thì các bác đặt hàng. Đấy, hiện tại thì shop vẫn còn tất cả các mã máy các bác nhé, từ TR3, 5, 7, 8, 9 đều có đủ cả. Đấy. Dòng TM thì có TS1, TM3, TM5, TM6. Giá bán là 6,8 triệu, không bao gồm đổi nguồn và không bao ship nữa nha. Các bác mua các bác lưu ý là như vậy. Đổi nguồn thì các bác phải mua một cái đổi nguồn tầm 1500W trở lên mới đủ được. Và đây em bán cái đổi nguồn VOA 1500W để giá gốc cho các bác là cái này không lấy lãi nhé. Nào một 1500W là 400.000. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nha. Cảm ơn các bác.